Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016. Tôi là Xuân Tú. Còn tôi là Thanh Huyền. Và trước tiên xin mời quý vị hãy cùng điểm qua những nội dung nổi bật trong chương trình ngày hôm nay. Pakistan đã ra lệnh đóng cửa tất cả các quán rượu được cấp phép bán cho những người không theo Hồi giáo ở tỉnh Sindh, miền Nam đất nước. Những con phố có tên nhưng sai đã đi vào tiềm thức của người dân thành phố Hồ Chí Minh, và chuyện không đơn thuần đã sai rồi sửa là xong. Giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh hào hứng với món mì bay đang gây bão ở Singapore với một số biến tấu thú vị cho phù hợp với khẩu vị người Việt. Dư luận đặt câu hỏi có bao nhiêu Đào Vĩnh Thuấn liên quan tới xe quá tải ở Hà Nội, khi mà hành vi vi phạm này vẫn diễn ra công khai nhộn nhịp nhưng không bị đơn vị nào xử lý. Độc đáo ý tưởng sáng tạo với nhiều căn nhà hài hòa với cảnh quan xung quanh nhưng đều nằm bên dưới mặt đất ở Thụy Sĩ. Thưa quý vị, vào hôm qua 27 tháng 10 theo giờ địa phương, một tòa án Pakistan đã ra lệnh đóng cửa tất cả các quán rượu được cấp phép bán cho những người không theo Hồi giáo ở tỉnh Sindh, miền Nam đất nước. Lệnh đóng cửa này áp dụng với khoảng 120 cửa hàng bán lẻ rượu, 21 cửa hàng bán buôn và 20 đối tác khác. Theo giới chức Pakistan, các cửa hàng bán rượu đã vi phạm quy định chỉ được bán rượu cho người không theo đạo Hồi vào những buổi lễ tôn giáo. Tuy nhiên, các cửa hàng này đều mở cửa bán cả ngày, thậm chí bán cho cả người Hồi giáo. Pakistan có phần lớn dân số theo đạo Hồi và bị cấm uống rượu. Tuy nhiên, một số ít dân số theo đạo Hindu và Kitô từng được cho phép uống rượu trước đó. Hãng tin Reuters vừa mới đưa tin hàng loạt cuộc biểu tình phản đối Tổng thống đã diễn ra trên khắp Venezuela trong suốt những ngày vừa qua. Và vào ngày hôm qua 27 tháng 10, căng thẳng đã ngày một leo thang tại đất nước này khi biểu tình biến thành bạo động. Hàng ngàn người dân thủ đô Caracas đã xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống Nicolas Maduro cũng như đòi tăng mức lương tối thiểu. Không chỉ riêng Caracas, các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố, thị trấn khác như Andin, San Cristobal, Maracaibo cũng nhanh chóng biến thành các cuộc đụng độ với cảnh sát. Các nhà hoạt động cho biết đã có ít nhất là 5 người biểu tình bị cảnh sát bắn thương vì biểu tình. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump vào hôm qua 27 tháng 10 sẽ thể sẽ ngăn chặn tiếp nhận tất cả những người tị nạn tới Mỹ nếu thắng cử vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Trong một cuộc vận động tại Ohio, ông Trump cho biết sẽ đình chỉ tất cả các chương trình tị nạn Syria để ngăn chặn các mầm mống khủng bố thâm nhập vào Mỹ. Bên cạnh đó, ông Trump tiếp tục cáo buộc và chỉ trích đối thủ đảng Dân Chủ, bà Clinton về những bê bối email mới được Wikileaks công bố. Tuy nhiên, theo các cuộc thăm dò hiện tại, ông Trump đang thua xa số người ủng hộ so với bà Clinton. Vào hôm qua ngày 27 tháng 10, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án cuộc không kích vào một trường học ở tại Idlib ở Syria khiến ít nhất là 26 người thiệt mạng. Đồng thời cho biết Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra rõ ràng về cuộc không kích này. Ngoại trưởng Pháp cho rằng Nga hoặc Syria là người đứng sau cuộc không kích đẫm máu vào Idlib. Tuy nhiên, giới chức Nga một mực phản đối cáo buộc trên. Cuộc không kích này đã vấp phải rất nhiều chỉ trích từ dư luận quốc tế cũng như các tổ chức nhân quyền, khi trong tổng số 26 người thiệt mạng có ít nhất 20 nạn nhân là trẻ em. Kể từ khi nội chiến ở Syria xảy ra vào năm 2011, rất nhiều cuộc không kích nhằm vào bệnh viện và trường học đã xảy ra và gây thương vong cho rất nhiều trẻ em. Theo dòng thời gian, những con phố có tên đường sai đã đi vào tiềm thức của người dân thành phố. Câu chuyện không đơn thuần sai rồi sửa là xong, mà nó còn ảnh hưởng đến câu chuyện hiểu biết về những danh nhân trong lịch sử văn hóa dân tộc của người dân. Anh có biết là con đường này bị đặt sai tên không ạ? À dạ không, không biết. Dạ. Chú chỉ biết đường không biết tên. Sợ em không biết cái bác Tôn Thất Đản này là ai. Dạ. Nên cũng không biết là sai hay đúng. Sống ở đây cũng 25 năm nhưng không hề biết cái sai của tên đường. Câu trả lời không biết hay chỉ biết những người có công với dân tộc thì được đặt tên đường là cách hiểu phổ biến nhất của những người dân thành phố. Thì những người có nhiều công với cách mạng thì người đó sẽ xứng đáng được đứng trên con đường đó. Thì những danh nhân mà nổi tiếng của Việt Nam mình từ thời xưa hoặc là và hiện tại. Đặt tên đường là một cách tri ân với các tiền nhân, cũng là cách để ghi lại lịch sử.
những biến thiên của mỗi vùng đất, mỗi quốc gia. Nếu như nhìn vào hàng chục con đường sai tên của thành phố này, thì rõ ràng khó có thể nói rằng chúng ta đã tôn trọng lịch sử, nguồn cội của chính mình. Dùng tên của danh nhân đó để đặt cho con đường, thứ nhất là để ghi nhớ công ơn, thứ hai là để thế hệ sau nhìn vào đó, mỗi lần chúng ta đi trên con đường đó, ta nhìn thấy cái tên đó, ta nhớ lại được sự tích đó và ta khắc ghi trong lòng đó. Ở góc độ văn hóa, nó làm cho con người đẹp hơn, biết soi những tấm gương đó. Và bây giờ nhìn vào những tên đường xa như vậy, ta không còn được bài học giáo dục, và như vậy cái bài học văn hóa nó cũng mất đi. Trong bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có đoạn viết: họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt, đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Và họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân. Hơn hết, những giá trị văn hóa, lịch sử nếu không được gìn giữ và ứng dụng đúng từ những bản tên đường bé nhỏ này, thì theo thời gian sẽ làm sai lệch nhận thức của thế hệ sau. Thời gian gần đây thì giới trẻ đang đổ dồn sự chú ý vào món mì bay độc đáo đang làm mưa làm gió ở tại đất nước Singapore. Và đến thời điểm hiện tại thì món ăn thần thái này đã cập bến ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó thì không ít thực khách đã nhanh chóng tìm đến để trải nghiệm, đặc biệt là selfie với tô mì bay để check-in trên mạng xã hội. Điểm hấp dẫn của món ăn này không những nằm ở hương vị mà còn bắt mắt bởi hình ảnh sợi mì vắt qua đôi đũa tre treo lơ lửng trên không. Nhìn vào những hình ảnh này, chắc hẳn nhiều người thắc mắc tại sao chiếc đũa với những sợi mì vàng ươm lại có thể bay trên không như thế. Và câu trả lời là đây. Đây là dụng cụ quyết định sự thành công của mì bay. Sau khi chuẩn bị những nguyên liệu như gà cay, chả gà và mì trụng, tất cả sẽ được mang tạo hình, trang trí. Để mà ý tưởng này nó chạy nhanh có thể thì mình đã cho với một cái tô bằng nhựa Thái Lan của mình, ở dưới đó mình sẽ khoét một cái lỗ và như đó sẽ bắt một cái gọi là một cái cây trụ từ dưới lên và nó chống đỡ lên cho đó, và đồng thời trên cái trụ đó mình khoan hai cái lỗ để cho đất bắt đôi đũa qua, thì dựa vào đó mình sẽ treo được mì bay. Trước khi khám phá món ăn, hầu hết thực khách đều phải làm thủ tục là selfie với nó và đăng lên mạng xã hội. Nhiều người vô cùng háo hức tạo dáng với những sợi mì treo lơ lửng trên đôi đũa bay, là phiên bản biến tấu của mì bay Singapore truyền thống. Em có lướt ở trên Facebook đó, em thấy nhiều trang chia sẻ, cái em rủ các bạn cùng đến đây để thưởng thức. Đây chắc là chào lưu mới. Em mới kêu ra mới chụp hình thôi, chị chưa up Facebook. Về up sau. Thấy đũa nó bay thì rất là lạ nên em muốn khám phá thử có gì trong đó. Dạ nó lạ, mì thịt gà nó ngon, mì lạ hơn bình thường. Em thấy mỗi lần có món mới là mọi người đều tìm hiểu và đi ăn. Mì bay ở thành phố Hồ Chí Minh ăn kèm với gà chiên giòn cay, chả gà bọc trứng muối và nước mắm tỏi ớt. Để thưởng thức, thực khách chỉ cần gấp sợi mì xuống, chấm vào nước sốt rồi cho vào chén của mình và tận hưởng hương vị của món ăn. Mà dù biết những dạng món ăn trào lưu này chỉ là hiệu ứng đám đông, đa phần đến từ mạng xã hội, thế nhưng nó đã góp phần phản ánh khu ẩm thực đa dạng của giới trẻ và họ cũng đang hứng thú chờ đợi món ăn lên ngôi kế tiếp là gì. Thưa quý vị, được du nhập vào Việt Nam khoảng hơn 10 năm nay. Đến nay, lễ hội Halloween đã trở thành món ăn tinh thần độc đáo đối với nhiều bạn trẻ Hà Thành vào khoảng cuối tháng 10 hàng năm. Vốn dĩ trước đây lễ hội này chỉ được tổ chức ở các nước phương Tây như Anh, Canada hay Hoa Kỳ thì nay đã được phổ biến rộng rãi. Khi về đến Việt Nam thì tuy vẫn giữ nguyên tinh thần ma quỷ, song các hoạt động liên quan đến Halloween đã trở nên gần gũi hơn với văn hóa và giới trẻ Việt Nam. Vâng, và nhằm đáp ứng đông đảo nhu cầu của giới trẻ Hà Thành, một trong những lễ hội Halloween có quy mô lớn nhất Hà Nội với tên gọi là High and Sick đã được tổ chức, thu hút hơn 5.000 lượt khách tham gia. Chương trình do Học viện Báo chí Tuyên truyền tổ chức với các chuỗi hoạt động, hội chợ và đêm diễn nhạc kịch diễn ra từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối ngày 27 tháng 10. Tạo nên một không khí lễ hội ma quỷ sôi động, độc đáo đối với giới trẻ Hà Thành. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Từ ác quỷ đến ma cô dâu, thần chết. Đa số các bạn trẻ đến đây đều trang điểm hoặc ăn mặc một cách công phu theo trường phái rùng rợn đậm chất Halloween. Theo bản thân của mình thì mình cảm thấy là hội chợ hôm nay rất là vui và gian hàng thì là trang trí đẹp và rất có nhiều người qua lại. Trong số 42 gian hàng của phiên chợ Twilight,
Gian hàng body painting chuyên vẽ mặt quỷ theo yêu cầu của khách hàng là thu hút hơn cả. Loại màu 3D sử dụng để vẽ này không gây hại cho da, dễ tẩy rửa. Nhiều bạn trẻ tìm đến gian hàng này để hóa thân thành những nhân vật ma quái hoặc hoạt hình yêu thích. Năm thứ 3 chúng tôi tham gia với Học viện Báo chí Tuyên truyền và năm nay cũng là năm thứ 3 chúng tôi có cái gian hàng độc quyền này. Thực ra thì tôi thấy là tất cả các ngày khác chúng ta hoàn toàn có thể vẽ được, nhưng mà để cho nó không khí thì cái ngày Halloween là cái ngày mà các bạn vẽ rất là nhiều, vẽ nhiều nhất luôn. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động lễ hội Halloween 2016 này còn nằm ở đêm diễn nghệ thuật và nhạc kịch. Bên cạnh đó, chương trình còn mời một số khách mời nổi tiếng như Trúc Nhân và rapper Đen Vâu. Với năm nay, chương trình năm nay với cái tên là Hide and Seek, có nghĩa là trốn tìm, thì bọn mình muốn dựa theo một trò chơi rất là quen thuộc với mọi người từ bé, nhưng mà trò chơi đó trong cuộc sống đời thực thì phải thực sự là khắc nghiệt hơn rất nhiều, và nó có những sự thật mà hiện hữu ngay trước mắt chúng ta, nhưng nếu chúng ta không có chủ đích đi tìm thì sẽ mãi mãi là những bí ẩn. Đây là lễ hội lần thứ 12 liên tiếp được Khoa Quan hệ Quốc tế Học viện Báo chí Tuyên truyền tổ chức và được đánh giá là một trong 10 lễ hội Halloween có quy mô lớn nhất ở Hà Nội. Vâng, vài năm gần đây thì Halloween đã trở thành một trong những ngày lễ được rất nhiều giới trẻ Việt Nam quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình. Và đêm 31 tháng 10, đêm diễn ra lễ hội Halloween sẽ có những buổi tiệc tùng hóa trang với những hình thù độc đáo và kỳ bí. Và những hình ảnh hóa trang rợn người là tâm điểm thu hút được nhiều bạn trẻ hưởng ứng trong mùa lễ hội Halloween. Và nhằm hưởng ứng lễ hội này thì ở tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một khu vườn với những quả bí ngô ngộ nghĩnh hình mặt người phát sáng giữa đêm và hình ảnh mụ phù thủy với cây chổi bay. Và rất đông các bạn trẻ đã đến đây để chiêm ngưỡng chụp ảnh tại khu vườn này. Những tạo hình độc đáo có phần quái dị mang đậm chất Halloween chính là điểm thu hút du khách khi đặt chân đến khu vườn này. Ở đây, hàng trăm quả bí ngô giả, khoét hình mặt có mắt, mũi, miệng, ngộ nghĩnh nằm chồng lên nhau. Chúng được dựng theo kiểu ngôi làng và nằm dọc con đường trải đầy rơm. Bên cạnh đó, những quả bí ngô thật cũng được đặt trên thảm cỏ xanh mượt. Tại vì ngày cuối tuần thì thường đó giờ là mình đi những chỗ như quán cà phê đồ nó rất là nhàm chán rồi. Cái này là một cái điểm mới cho nên mình muốn khám phá. Đây là một cái, nói chung là một cái địa điểm mà mới tạo cái sự mới mẻ cho giới trẻ. Và cái này thì mình nhớ là trước giờ là chưa xuất hiện ở Việt Nam cho nên mình thấy là nó rất là thú vị. Thứ nhất là nó khác hơn thường ngày. Tại vì ngày 31 tháng 10 thì nó khác hơn thường ngày, nó đẹp hơn. Thì chị muốn dẫn mấy cháu tới là làm như những cái tấm hình làm kỷ niệm, cho thẳng cho mấy dịp biết từ ngày 31 tháng 10 là cái gì. Bí ngô được biết đến với biểu tượng không thể thiếu của lễ hội Halloween. Ở các nước phương Tây, người ta tin rằng trong ngày lễ này, linh hồn của những người đã chết sẽ về thăm nhà, để lại những lời nhắn nhủ trong giấc mơ. Vì vậy, họ sẽ treo trước cửa nhà mình một chiếc đèn lồng bằng bí ngô, khoét hình mặt người ma quái. Trong quả bí ngô có thắp một ngọn nến, với hy vọng những linh hồn ma quỷ trở về từ cõi chết trong ngày này sẽ có ánh sáng để tìm ra đường đi mà không quấy rầy chủ nhà. Mình thấy là trang trí Halloween nhiều, rất là đẹp. Thì trang trí nhiều này thì cơ hội cho tụi mình selfie. Là bổ ích để cho các bạn nhỏ cũng như người lớn cũng có chỗ để đến chơi. Mình thấy là cái cảnh rất là, thứ nhất là lạ, cái thứ hai là nó có cái ấn tượng, cái đặc sắc riêng của nó, nói chung là rất là lôi cuốn, cảm giác là như vậy. Với lại nhất là cái lúc mà buổi tối mà có ánh đèn lên thì rất là hơi huyền bí chút xíu. Không gian khu vườn rộng lớn nhưng được thiết kế khá đẹp mắt, thu hút nhiều khách ghé vui chơi, chụp hình. Nhiều bạn trẻ tìm cách tạo dáng với những quả bí ngô để có những tấm hình Halloween ấn tượng. Chỉ còn vài ngày nữa là lễ hội Halloween sẽ bắt đầu. Đây là một lễ hội truyền thống ở các nước phương Tây, tổ chức vào đêm 31 tháng 10 hàng năm. Vào dịp này, mọi người hóa trang thành những nhân vật đặc biệt với ý nghĩa nhằm xua đuổi ma quỷ. Và để chuẩn bị cho ngày lễ ưa thích này thì người dân tại thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada của Mỹ đang gấp rút tìm mua cho mình những bộ đồ hóa trang các nhân vật lập dị và đáng sợ với hy vọng sẽ đem lại những màn ấn tượng trong lễ Halloween. Không khí chuẩn bị cho ngày lễ này đang rất nhộn nhịp, thị trường mua sắm các dụng cụ hóa trang cũng đang được mùa.
Thành phố, không khí lễ hội Halloween đang bao trùm khắp nơi. Người dân nơi đây đang săn lùng những món đồ hóa trang hãi hùng nhất, điên rồ của ngày lễ. Vừa qua, thì nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, bà chủ của sân khấu kịch 5B, đã biến vở kịch thể nghiệm mang tên Giấc mơ của mình thành hiện thực và được đông đảo các nghệ sĩ, khán giả đến xem và dành nhiều lời khen ngợi. Thế nhưng không nhiều người 5B, cả năm nay vẫn chưa thể sáng đèn và thực trạng sân khấu phía Nam vẫn còn tồn đọng quá nhiều khó khăn. Thì nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, giám đốc nhà hát 5B vẫn không ngại đầu tư nhiều tiền bạc và tâm sức cho vở diễn. Thậm chí, chị đã ngất xỉu ngay trên sàn tập sau hàng ngàn giờ tập luyện, lao động với đầy mồ hôi và nước mắt. Đây cũng là câu chuyện của hàng trăm các nghệ sĩ đích thực vẫn đã đang và ngày đêm trụ lại với nghề và tìm đường ra cho sân khấu. Được biết sau đêm công diễn đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, giấc mơ của các nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên sẽ được mang tới tham dự liên hoan kịch thể nghiệm quốc tế sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội. Dự kiến tranh tài cùng với hơn 10 năm vở diễn đến từ nhiều nền sân khấu nổi tiếng trên thế giới. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì thực tế tuổi nghỉ hưu ở nước ta thấp hơn nhiều so với quy định 55 tuổi với nữ và 60 với nam. Tuổi nghỉ hưu bình quân năm 2012 chỉ khoảng 54 tuổi, trong đó thì nam giới khoảng 55 tuổi và nữ giới là gần 53 tuổi. Đặc biệt, tỷ lệ nghỉ hưu đúng tuổi chỉ chiếm khoảng 40,5%. Số người nghỉ hưu sớm trước tuổi chiếm tỷ lệ cao trên 50%. Nguyên nhân của việc nhiều người lao động về hưu sớm là do luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định tỷ lệ giảm trừ cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thấp chỉ 1%. Tuy nhiên, luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã điều chỉnh nâng lên 2%. Tuổi thọ của người dân Việt Nam ngày càng cao, nhưng đa số người lao động lại về hưu sớm. Thực trạng này dẫn tới Quỹ Bảo hiểm xã hội đứng trước nguy cơ mất cân đối thu chi khi mà số người đóng bảo hiểm xã hội cho một người hưởng lương hưu của nước ta ngày càng giảm. Nếu năm 1996 có 217 người đóng cho một người hưởng, thì năm 2000 giảm xuống 34 người, năm 2012 là 9,3 người, đến năm 2015 chỉ có 8,13 người đóng cho một người hưởng. Những năm qua, cứ đến dịp Tết thì những nhà vườn ở huyện Châu Thành của tỉnh Hậu Giang cung cấp cho thị trường từ 6.000 đến hơn 10.000 trái bưởi, tạo hình hồ lô, thu về hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, do diện tích bưởi ở địa phương bị lão hóa, phải đốn bỏ trồng mới, cùng với những bất lợi về thời tiết, nên số lượng trái bưởi tạo hình hồ lô phục vụ thị trường Tết năm nay đã giảm đáng kể. Câu lạc bộ sản xuất trái cây tạo hình ở ấp Phú Chí A, xã Phú Tân cho biết, câu lạc bộ có 26 thành viên với tổng diện tích đất canh tác gần 25 hectare, trong đó chủ yếu trồng bưởi năm roi để tạo hình trái bán trong dịp Tết. Do những cây bưởi này khai thác nhiều năm bị lão hóa, sâu bệnh, nên câu lạc bộ phải phá bỏ trồng mới lại và dự kiến 3 năm sau mới có thể cho trái để tạo hình. Để có sản phẩm cung cấp thị trường Tết năm nay, các thành viên trong câu lạc bộ đã tìm đến các tỉnh trong vùng như Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng để hợp tác với các nhà vườn trồng bưởi năm roi nơi đây sản xuất trái bưởi tạo hình. Do thời tiết năm nay diễn biến bất thường, vào đầu tháng 4 âm lịch, mưa bão đến khiến cây bưởi đang bị nắng hạn, gặp mưa dầm nhiều ngày, nên ra bông tự nhiên sớm hơn một tháng so với kế hoạch. Chuyên trang du lịch nổi tiếng Lonely Planet vừa công bố danh sách những địa danh châu Á đáng đến nhất năm 2017. Côn đảo của Việt Nam vinh dự khi được bình chọn đứng ở vị trí thứ tư trong top. Theo mô tả của Lovely Planet, côn đảo vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên với những cánh rừng rậm rạp, làn nước biển trong xanh và những bãi cát trắng trải dài. Với 16 đảo lớn nhỏ bao quanh và mỗi đảo được đặt một cái tên gắn liền với một truyền thuyết rất thú vị. Hòn Tài, Hòn Trác là chuyện tình tay ba giữa hai anh em song sinh với một người con gái. Hai câu chuyện kể về một đôi trai gái yêu nhau nhưng không lấy được nhau đã biến thành Hòn Cau, Bãi Đầm Trâu. Hay Đỉnh Tình Yêu, một đỉnh núi cách Bãi Nhát không xa, chính là nơi các cặp tình nhân tìm đến nguyện cầu hạnh phúc, ghi dấu những giây phút lãng mạn bên nhau, ở nơi tình yêu là bất diệt này. Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành với thiên nhiên hữu tình. Người đảo hiền hòa dễ mến, trên những chuyến tàu đến đảo, du khách có thể ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển. Nhiều ngày qua, ở tại khu vực Hồ Văn Quán thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, xảy ra hiện tượng mặt hồ nổi váng dày đặc, bốc mùi hôi thối. Và điều này đã khiến cho cuộc sống của người dân sống xung quanh hồ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi họ phải sống chung với tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Nước xanh, nổi váng mặt hồ từng lớp. Rác thải từ vỏ chai nhựa, túi ni lông
được vô tư vứt xuống Hồ Văn Quán, bị tồn đọng lại tắc nghẽn ở các cửa cống. Sinh sống tại khu vực này đã nhiều năm, nhưng ông Tiêu vẫn không thể nào chịu đựng được thứ mùi hôi thối bốc lên từ phía mặt hồ. Cái này nó váng ra hàng mét, hơn mét, váng hết cả chung quanh hồ này. Cá nó còn cả chết, đặc quá nó chết cả cá luôn. Cái này là do coi như tất cả mình sử dụng, do dân mình coi như là sử dụng nó không được giữ gìn sạch sẽ vệ sinh. Hồ Văn Quán rộng khoảng 2.000 mét vuông, gồm hai hồ nhỏ thông nhau. Từ lâu, hồ đã được coi là lá phổi xanh của khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nơi đây thu hút đông đảo người dân sinh sống, cũng như các hoạt động vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nước trong hồ chuyển màu xanh đục, mặt hồ đóng rêu từng mảng. Đi qua Hồ Văn Quán thì bác thấy một cái mùi rất là khó chịu. Mùi này không phải là mùi bùn hay là mùi xác động vật chết mà là mùi phân. Rất là khó chịu. Mà ai đi qua đây cũng có một cái sự cảm nhận như thế. Rất sợ. Bên cạnh đó, các đường ống dẫn nước thải sinh hoạt được thông chảy thẳng ra hồ. Một số cửa cống xuống cấp trầm trọng và rác thải tích tụ chắn cửa cống dẫn đến tình trạng ùn tắc. Vài ngày nay, Hồ Văn Quán đã được các công nhân vệ sinh đi vớt rác thải và váng mặt hồ. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện. Sau vụ việc ông Đào Vịnh Thuấn, cựu thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội hành hung người ở sân bay Nội Bài và bị đuổi việc, nhiều vấn đề liên quan tới ông Thuấn đã bị phanh phui. Cụ thể nhất đó là những chiếc xe quá khổ quá tải lên tới khoảng 400% liên quan tới ông Thuấn được hợp thức hóa bằng hợp đồng mua bán với công ty Trang Khởi Linh. Vâng, và dư luận có quyền đặt câu hỏi, ngoài ông Thuấn thì hiện còn bao nhiêu thanh tra giao thông vận tải liên quan tới việc bảo kê xe quá khổ quá tải? Câu hỏi này xin được dành cho các cơ quan chức năng. Nhưng qua ghi nhận thực tế của VTC14 trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, thì những chiếc xe quá khổ quá tải hoạt động vẫn rất phổ biến nhộn nhịp, lưu thông cả ngày lẫn đêm. Điều bất bình thường đang dần trở thành bình thường khi những hành vi này không hề bị xử lý vi phạm giao thông. 9 giờ 30 phút, đường vào cảng Khuyến Lương giao với đê Thanh Trì, những đoàn xe quá khổ, quá tải tấp nập hoạt động. Có thể dễ dàng nhận ra, cả đoàn xe này đều có dấu hiệu cơi nới thành thùng và chở vượt tải. Công ty vận tải Sông Hồng. Vận tải Hòa Bình, vận tải Minh Nguyệt hay vận tải Tuấn Vinh, phương tiện đều có dấu hiệu độ thành thùng xe. Hậu quả của phương tiện chở quá khổ, quá tải, không kiểm soát là mặt đường bị phá nát, lầy lội. Theo lời bà Nguyễn Thị Chi, khu tập thể Khuyến Lương, tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn đã tồn tại nhiều năm. Mỗi ngày có cả hàng trăm lượt xe lưu thông, nhưng chẳng có ai xử phạt. Nắng thì bụi như hỏa mù vào trong nhà, không thể ngồi được. Nhà bác phải sửa lại hết nhà để thay cửa nhôm kính. Cửa bằng gỗ bây giờ phải bỏ đi hết vì nó bụi không thể chịu nổi. Trong nhà mà tối ngủ còn bụi vào, sáng sau dậy coi rũ chăn cái màn nó cứ bụi mù ra. Ngày ý, cháu biết không, nó chạy rầm rầm có hòn đá, hòn đất ở đây nó bắn vào trong trong này. Mặt đường bị hư hỏng thực tế đã gây ảnh hưởng tới hoạt động đi lại của người dân, thậm chí là gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mọi người ở đây chứng kiến đây này, xe nó chạy rầm rầm như này suốt ngày đêm luôn, không có một lúc nào xe nghỉ luôn, chạy suốt ngày đêm luôn ý. Mà không, lực lượng chức năng ngoài xả chưa rồi. Nói chung là chả thấy ai ra ý kiến gì cả, chỉ có người dân ở đây như bọn tôi ở đây là khổ thôi. Theo phản ánh của người dân, trong khu vực giải rác từ cầu Vĩnh Tuy tới cảng Khuyến Lương, hiện có hàng chục cầu cảng với khoảng 50 doanh nghiệp vận tải thường xuyên hoạt động, ra vào, bốc vận chuyển hàng hóa. Đáng nói, tình trạng xe quá khổ, quá tải, hoạt động nhộn nhịp bất kể ngày đêm, nhưng dường như lại bị lực lượng xử phạt làm ngơ cho qua. Chả thấy có ai có tham gia ý kiến gì cả, quanh năm cứ để như này. Đây là mới tôn lên khoảng được mấy tháng nay, là như thế này còn nó sâu phải tầm 1 mét, nó sâu tầm 1 mét luôn, mà nó toàn hố, ổ, kinh khủng luôn. Bao nhiêu người đàn ông chết, có nhiều như gần hết. Đấy, toàn bị ung thư.
ung thư phổi, hầu như ung thư phổi. Còn trẻ nhỏ thì toàn bị viêm phế quản. Thế rồi là phụ nữ thì hầu như là bị viêm phụ khoa. Đấy, xin lỗi các cháu là nó như thế. Đi bụi bẩn thỉu mà bụi bặm, ô tô thì đấy toàn là hạng tải cỡ toàn như là tấn, bao nhiêu tấn đấy. Thành phố cứ sửa đi sửa lại rồi cũng có sửa, nhưng mà cứ lâng dần, tức là cứ đổ vào rồi lâng lên thôi, chứ cũng chẳng phải là ấy, nên chỉ được vài bữa thôi nó lại hỏng. Những chiếc xe quá khổ, quá tải, nặng cả chục, thậm chí cả trăm tấn, bằng mắt thường có thể thấy chở vừa tải. Vi phạm thì rõ như ban ngày, và cứ thế nó lưu thông trên mọi ngã đường Hà Nội. Thưa quý vị, một căn bệnh mà nhiều người đang gặp phải trong cuộc sống hiện đại ngày nay, đó chính là căn bệnh đau đầu. Không đơn giản chỉ là đau đầu, một bài viết đáng chú ý đăng tải ở trên trang 14 của báo Tuổi Trẻ. Nhiều người cho biết là họ thường xuyên đối diện với những cơn đau đầu khi làm việc. Cơn đau đầu có thể đến vì áp lực lớn, khối lượng công việc đồ sộ, cũng có khi đến từ đồng nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Cường, Chủ tịch Hội Tâm thần học Việt Nam cho biết, không ít trường hợp người đi làm bị stress vì luôn phải làm việc quá sức, không có thời gian nghỉ ngơi hay gặp phải sự cạnh tranh không lành mạnh của đồng nghiệp. Lâu dài sẽ dẫn đến các biểu hiện như đau đầu thường xuyên, khó thở, táo bón, buồn nôn, không tập trung, ăn không ngon, làm suy giảm cả thể chất và tinh thần. Theo bác sĩ Lê Văn Tuấn ở khoa nội thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, đau đầu là do công việc, là một dạng của đau đầu loại căng thẳng. Việc đau đầu kéo dài trên 3 tháng sẽ trở thành mãn tính. Ảnh hưởng của đau đầu mãn tính đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống là rất lớn. Người bệnh có thể bị suy giảm nhận thức, kém trí nhớ, mất năng lực làm việc, mất ngủ trầm trọng, rối loạn ăn uống, gây ảnh hưởng đến cảm xúc và cả hạnh phúc gia đình. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một bài phóng sự điều tra mang tên Bẫy tuyển dụng lừa trên trang 7 báo Lao Động. Anh Trần Văn D nộp đơn ứng tuyển qua mạng vị trí nhân viên văn phòng, mức lương 4,8 triệu đồng một tháng. Anh D được nhân viên công ty Ideco gọi điện yêu cầu đến trụ sở công ty để phỏng vấn. Học được một ngày, người phụ trách nhân sự tên Ngân thông báo với anh rằng công ty vừa mới thành lập đang thiếu một vị trí quản lý nhân sự. Ban giám đốc nhận thấy hồ sơ của anh rất phù hợp vì anh là người từng đi làm có kinh nghiệm rồi. Yêu cầu mà công ty đưa ra là muốn làm ở vị trí quản lý nhân sự phải đi học một khóa về nghiệp vụ quản lý nhân sự trong vòng 2 tháng 15 ngày. Tổng số tiền nộp là 9,85 triệu đồng. Trong quá trình đi học vẫn được nhận lương thử việc. Học xong được ký hợp đồng chính thức, mức lương đảm bảo không thấp hơn 8 triệu một tháng. Qua mấy ngày học, anh D làm quen được với một số bạn bè và được biết tất cả họ đều được công ty hứa hẹn cùng một vị trí là quản lý nhân sự nên nảy sinh nghi ngờ. Tìm hiểu kỹ thì thấy công ty này mới thành lập được 3 tháng, nhân viên ở trụ sở chính chỉ lèo tèo có vài người, không hoạt động sản xuất kinh doanh gì, chỉ ngồi tuyển dụng, vậy mà vẫn hứa hẹn cho 9 người được làm vị trí quản lý nhân sự. Và học viên muốn lấy lại tiền lãi để rút lại tiền thì trung tâm và công ty thì không cho. Và không chỉ vậy, công ty còn đề nghị học viên đi kêu gọi, giới thiệu người đến công ty phỏng vấn, nhận việc. Nếu giới thiệu được người đến xin việc thì công ty sẽ trả lương. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đang đăng tải loạt bài dài kỳ lãng phí chống ngập. Bài thứ hai của nhóm phóng viên Trung Thanh, Khang Bách có nhan đề là dự án chạy trước, quy hoạch theo sau. Sau nhiều năm chờ đợi thì đến nay dự án xây hồ ngầm chống ngập đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến xây dựng tại công viên Bầu Cát ở quận Tân Bình, vẫn chưa thể khởi công. Sở Thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần phải thực hiện quy hoạch hồ điều tiết phân tán chống ngập trước mới xác định được dự án hồ ngầm Bầu Cát có cần thiết phải thực hiện hay không. Và đây cũng là câu chuyện điển hình về việc chống ngập theo kiểu dự án chạy trước, quy hoạch theo sau. Kỹ sư Lê Thành Công, người có nhiều kinh nghiệm về chống ngập, cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh chống ngập dựa vào quy hoạch tổng thể là không ổn mà cần phải dựa vào quy hoạch chi tiết theo vùng hoặc là theo khu lưu vực. Cũng giống như quy hoạch đô thị thì có quy hoạch tổng thể nhưng cũng có quy hoạch chi tiết thì mới biết khu nào xây nhà, khu nào là công viên cây xanh. Nếu chống ngập mà không có quy hoạch cụ thể, toàn dựa vào quy hoạch chung thì khó mà đạt hiệu quả. Ví dụ như chuyện nâng đường chống ngập do không dựa vào lưu vực mà dựa vào khung cao độ chung của toàn thành phố. Đường nào cũng nâng theo chuẩn là cộng 2 mét trở lên nên nhà dân biến thành hầm, thành hang và đây là kiểu chống ngập rất lãng phí. Thưa quý vị, theo quy định thì các quán bar vũ trường ở Thành phố Hồ Chí Minh phải đóng cửa sau 0 giờ và đại lý internet không được hoạt động sau 22 giờ. Nhưng thực tế nhiều điểm kinh doanh vẫn mở cửa đến sáng.
Trên tờ Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trang 18 có bài cần xem lại quy định cấm giờ quán bar internet. Ông Phạm Văn Dũng, Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động quá giờ quy định là hành vi vi phạm phổ biến của các vũ trường quán bar. Trong 6 tháng đầu năm 2016, đoàn đã trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 17 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo ông Dũng, tới đây sở chỉ đạo các lực lượng kiểm tra liên ngành của thành phố, các quận huyện tiếp tục tăng cường kiểm tra các nhà hàng biến tướng, các quán bar hoạt động sau 0 giờ. Thực tế cho thấy quy định cấm giờ quán bar internet rơi vào tình trạng có cũng như không. Theo các chuyên gia pháp lý, trước khi ban hành một pháp định, một quy định nào thì cơ quan nhà nước phải cân nhắc về tính khả thi. Luật sư Vũ Quang Đức cho rằng các quy định đã ban hành thì phải thực hiện. Nếu ai không tuân thủ thì người đó sẽ phải chịu chế tài. Và nếu ban hành quy định mà người dân có thể không chấp hành nhưng không bị chế tài thì không nên ban hành bởi sẽ tạo tâm lý coi thường pháp luật, lách luật. Nếu đã cấm đại lý internet quán bar hoạt động sau giờ quy định thì phải làm quyết liệt. Cơ sở kinh doanh sẽ không bị xử lý thì chính quyền địa phương đó sẽ bị chế tài xử lý kỷ luật. Và tiếp theo trong phần câu chuyện buổi sáng, Hồ Quỳnh Hương và sự phá cách mới lạ với Bolero. Độc đáo ý tưởng sáng tạo với nhiều căn nhà hài hòa với cảnh quan xung quanh nhưng đều nằm bên dưới mặt đất. Người đàn ông xấu như người ngoài hành tinh vẫn lấy được hai vợ và còn trở thành ca sĩ được yêu thích ở Uganda. Thưa quý vị, được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc nhẹ với nhiều ca khúc đã trở thành hit của giới trẻ. Tuy nhiên mới đây, Hồ Quỳnh Hương lại muốn thử sức mình với Bolero để chinh phục những khán giả khó tính, cầu toàn và sang trọng. Vâng, đã nhiều năm bước chân ra ngoài showbiz, không đặt áp lực về thị trường hay là xu hướng mà chỉ làm những việc mình thích với lý do là vì tình yêu với âm nhạc. Nên với lần xuất hiện trở lại với album Bolero đợt này thì đây được coi là một sản phẩm mang ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với cá nhân ca sĩ Hồ Quỳnh Hương nói riêng và cả những khán giả yêu mến cô nói chung. Từ một Hồ Quỳnh Hương nổi danh với những bản pop ballad, nay lại là một Hồ Quỳnh Hương của Bolero thì sẽ mang màu sắc khác biệt với những phá cách riêng dành cho thể loại nhạc này như thế nào. Tất cả sẽ có trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay từ chính chia sẻ của khách mời là nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Chào chị Hồ Quỳnh Hương, được biết là album Hương Xưa là một album Bolero đầu tay của chị vừa mới được ra mắt, thì không biết là với sản phẩm này chị đã chăm chút cho nó như thế nào ạ? Hương thì chăm chút về phần hát thôi, còn lại tất cả về hình ảnh hay là về những cái việc chiến lược PR giới thiệu hay là ngay cái cuộc họp báo tổ chức ngày hôm nay là hoàn toàn là do ekip của Hương tổ chức. Hương không biết một cái gì luôn. Thật sự là đến ngày hôm nay Hương chỉ biết đến và chào mọi người cười thật tươi, trả lời những câu hỏi thật là hóc búa. Khi càng ngày càng có nhiều chương trình, các cuộc thi về Bolero ra đời thì trái khoáy một điều là cách hiểu, cách định nghĩa về Bolero dường như lại càng trở nên sai lệch. Vậy thì với chị Hồ Quỳnh Hương, không biết là quan điểm của chị về dòng nhạc Bolero là như thế nào ạ? Thật ra về âm nhạc, Hương có một cái quan niệm rất là đơn giản là khi mình nghe âm nhạc giống như là mình yêu vậy đó. Tức là mình yêu một ai đó thì mình hãy đừng có để cái lý trí nó xen vào. Tại sao mình lại yêu người đó? Hay là mình đặt ra một cái định mức là tôi phải tìm một cái người phải cao thế này nha, phải làm nghề này nha để tôi yêu. Thì cái âm nhạc cũng là như vậy. Ồ, cái nhạc đấy nó có sang hay không, hay nó có này kia không, thì không cho rằng đấy là lý trí đang nghe, chứ không phải là trái tim đang nghe. Trong cuộc sống của mình có rất nhiều cảm xúc, lúc vui, lúc buồn, lúc đau khổ. Những dòng nhạc thì giống như những món ăn để đáp ứng cho những cái cảm xúc đó trong cuộc sống của mình. Vậy lúc nào mình cảm thấy phù hợp với âm nhạc nào, với dòng nhạc, hãy chọn lúc đó để nghe, để an ủi lòng mình trong cái cuộc sống bộn bề này. Như vậy thì mình không cần phải định nghĩa một điều gì cho âm nhạc cả. Chưa chiều nào buồn bằng chiều nay, mình xa nhau đã mơ. Chiều 26 tháng 10, Hồ Quỳnh Hương ra mắt album nhạc Bolero mang tên Hương Xưa 1 với 11 bản nhạc xưa, những ca khúc nổi tiếng của thập kỷ 60 và 70 gắn liền với khán giả nhiều thế hệ như Sầu Lẻ Bóng, Mưa Nửa Đêm, Thao Thức Vì Em, Câu Chuyện Đầu Năm, để gửi tặng khán giả đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian vắng bóng. Được biết đây là ý tưởng đã được nữ ca sĩ ấp ủ từ lâu, nhưng phải đến hôm nay mới thực hiện được. Như để nói rằng là mình có thật sự hài lòng, như là hài lòng về giọng hát của mình hay là hài lòng về cái điều gì đó, thì thật sự ra khi Hương vào trong phòng thu, Hương cảm thấy
có một tâm trạng, ví dụ như có một ngày Hương hát trời mưa mưa, tự nhiên Hương buồn, Hương vào Hương hát, Hương cảm nhận được cái dòng nhạc Bolero, Hương vào Hương hát thì Hương cảm thấy rất là đã, giống như là nó thẩm thấu vào trong cái con người của mình vậy đó. Ngay cả khi không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu ca nhạc như xưa, thì giọng nữ cao ngọt ngào đầy nội lực cùng cách xử lý bài hát tinh tế của Hồ Quỳnh Hương vẫn luôn là giọng hát được nhiều khán giả khắp nơi mến mộ. Và để cho ra đời một album nhạc xưa đầy sự phá cách này, nữ ca sĩ đã phải mất tới 4 năm ròng rã, thì tuyển tập âm nhạc Hương xưa một mới chính thức được ra đời. Khó khăn nhất đối với một người nghệ sĩ đó là phải vượt qua cái bóng của những người nghệ sĩ đi trước đã thể hiện rất là thành công dòng nhạc này rồi. Và khi họ thể hiện với một cái phong cách mới, một cái bản phối mới, với cái cá tính âm nhạc của riêng họ, thì đây là một điều rất là cần thiết và thú vị dành cho khán giả. Và đây cũng là một điều mà Ly nghĩ rằng ở bất cứ nền âm nhạc nào cũng cần, đó là cái sức trẻ mang lại trong những cái sản phẩm âm nhạc xưa đã có sẵn từ trước và vượt qua những cái bóng, những cái tượng đài đã đi trước. Vẫn là một Hồ Quỳnh Hương nội lực, sâu sắc nhưng đàm thắm hơn trong nhạc xưa. Đặc biệt, với album này, nữ ca sĩ hy vọng mình sẽ thổi một làn gió mới cho các ca khúc Bolero và tạo nên nét riêng cho nó, chứ không phải khẳng định mình hát tốt dòng nhạc này. Vâng, album Hương xưa 1 của Hồ Quỳnh Hương thì được kỳ vọng là sẽ là làm mới dòng nhạc Bolero, sẽ là một bước đột phá về Bolero. Vậy không biết là chị tự tin như thế nào về sự khác biệt này? Liệu chất Bolero trong Hương xưa 1 có còn giữ nguyên được nét tinh túy của nó hay không ạ? Thật ra nếu như bây giờ để nói rằng một thế hệ như mình, như Hương mà hát y xì như là các cô chú ngày xưa thì cái điều đấy là điều vô cùng khó khăn. Kể cả những ca sĩ hiện nay đã rất thành công với dòng nhạc Bolero cũng không thể làm được cái điều đó. Tại vì nó còn liên quan đến đời sống, nó liên quan đến những cái thời gian và những cái trải nghiệm về cuộc đời nữa. Vấn đề ở đây là khi mà Hương hát thì Hương hiểu về cái tinh thần của âm nhạc Bolero, của cái dòng nhạc Bolero, hiểu về cái bản chất của dòng nhạc Bolero, nhưng đương nhiên nó vẫn phải cộng hưởng với cái hơi thở của mình, chứ không thể nào bây giờ Hương lấy cái hơi thở của các cô chú để mà mình làm thành được. Thì có thể biết đâu đó lại là một cái gì đó cũng hơi mới để cho mọi người nghe thì sao, có thể là đón nhận thì sao, nhưng chắc chắn Hương sẽ không làm mất đi cái sự tinh túy của dòng nhạc Bolero. Dòng nhạc Bolero là những gì nó rất là đơn giản. Những cái cây nhạc đánh thật là đơn giản, nhạc thật là nhẹ nhàng, chỉ là làm nền cho hát thôi. Và giọng hát thì như kể chuyện, nhẹ như không, không có làm màu mè quá trong giọng hát. Và đôi khi có những cái hát như nói, hát rớt vào lòng. Cái đấy chính là cái hơi thở của Bolero, thì mình phải giữ được cái đó. Còn đương nhiên có những cái nó là cái chất giọng của mình thì nó phải biến hóa theo mình thôi. Khán giả yêu mến tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương thì bao lâu nay vẫn luôn chờ đón sự trở lại của chị, và khá lâu rồi thì mới có một cái sản phẩm về âm nhạc là Hương xưa 1 như thế này. Vậy thì sau Hương xưa 1 chắc hẳn là sẽ có Hương xưa 2, Hương xưa 3, Hương xưa 4 nữa phải không ạ? Hương sẽ cố gắng mà, tại vì thật sự hôm nay Hương không bất ngờ lắm. Tại vì ví dụ như khi Hương hát nhạc pop thì trước giờ mọi người cũng đã rất là đón nhận và mọi người quen cái hình ảnh đó của Hương rồi. Và Hương không nghĩ là ngày hôm nay khi Hương ra một đĩa nhạc Bolero thì rất là bất ngờ khi mà đến đây có một không khí Hương cảm nhận được sự mọi người ủng hộ cho mình ấy. Cho nên Hương rất là hạnh phúc và Hương mong rằng là những cái sự ủng hộ đó sẽ trở thành một cái chất xúc tác thật là lớn để cho Hương có thể nuôi dưỡng cái cảm hứng của mình để tiếp tục làm thêm những cái đĩa nữa. Và Hương hứa chắc chắn rằng nếu như Hương có cảm hứng để làm thêm những đĩa 2, đĩa 3 thì chắc chắn sẽ hay hơn, sẽ đầu tư hơn, sẽ chuẩn mực hơn như thế này rất là nhiều. Đấy là Hương chắc chắn. Vâng, giữa thời buổi mà dòng nhạc Bolero đang được người người và nhà nhà quan tâm, những cái ca sĩ gạo cội cũng như là những ca sĩ trẻ tìm đến dòng nhạc này rất là nhiều. Vậy không biết là chị sẽ tạo cho mình một cái màu sắc riêng như thế nào để mà khi nói đến Hồ Quỳnh Hương thì ngoài là một Hồ Quỳnh Hương pop ballad nổi tiếng thì người ta còn nhớ đến một Hồ Quỳnh Hương của Bolero nữa. Rất là may mắn là vì ngày xưa Hương học ở trong trường ấy, thầy cô dạy cho Hương một cái nền tảng về kỹ thuật chắc chắn, cũng giống như là khi mình xây một cái nhà mà mình có cái nền móng chắc rồi thì lúc đó mình chỉ cần có thể biến đổi cái phong cách nhà đi thôi thì nó vẫn là cái gì nó cũng phải dựa trên cái nền tảng hết. Thế cho nên là khi mà Hương chuyển qua Bolero, Hương chỉ cần nghiên cứu về những cái đặc trưng của Bolero, cái cách phát âm nhả chữ của Bolero, những cái luyến láy của Bolero và cái cảm xúc của Bolero như thế nào thì mình có thể mình làm được, miễn là mình hiểu nó. Cuộc sống thì cứ để cho trăm hoa đua nở, ai thích gì thì hãy cứ làm, tâm hồn người nghệ sĩ thấy cái gì tốt cho mình, cho khán giả thì mình cứ làm, để cho khán giả có nhiều sự lựa chọn. Và Hương tin rằng là nếu như khi quý vị chỉ cần nghe một hai lần cái đĩa của Hương thôi thì chắc chắn là
sau này khi nghe Hồ Hương hát Bolero sẽ nhận ra ngay, không nhìn thấy mặt thì cũng sẽ nhận ra cái cách của Hồ Quỳnh Hương. Cảm ơn khán giả của truyền hình đã cho Hồ Quỳnh Hương được tâm sự những điều này trong một cái ngày rất là vui của Hồ Quỳnh Hương và hạnh phúc như vậy. Mong rằng là tất cả quý vị sẽ luôn luôn có sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, ủng hộ cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua thông tin về các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 10. Ngày hôm nay tại 21 Tràng Tiền Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc Thương Về Miền Trung với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lê Hiếu, Ngọc Khuê, Phương Anh, MC Tuấn Tú, MC Đan Lê. Toàn bộ số tiền phụ thu và ủng hộ sẽ được đoàn chuyển trực tiếp đến đồng bào miền Trung vừa phải trải qua lũ lụt vào ngày 1 tháng 11 tới. Ngày hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra live show Chế Linh. Trong live show, Chế Linh đã mời những giọng ca rất thân thiết gắn bó với ông và cũng là những giọng hát bolero nổi tiếng cùng tham gia như ca sĩ Anh Thơ, Sơn Tuyền, Phương Dung, Giáng Tiên. Nam ca sĩ Quang Linh và giọng hát bolero trẻ trung Hoài Lâm cũng sẽ góp mặt. Chế Linh chia sẻ muốn mang đến cho khán giả Hà Nội một đêm nhạc đích thực với những giọng ca trẻ dài theo năm tháng để nhìn thấy một sự tiếp nối rõ ràng cho đến thế hệ hôm nay. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng diễn ra Ngày Công nghệ Thông tin Nhật Bản 2016 tại Hà Nội và Đà Nẵng. Đây là sự kiện được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam và Câu lạc bộ Hợp tác Công nghệ Thông tin Việt Nam-Nhật Bản tổ chức thường niên từ năm 2007. Có hơn 60 đại biểu từ gần 50 công ty Nhật Bản đã tham dự sự kiện để tìm đối tác tại Việt Nam. Ngày hôm nay, Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp Việt 2016 do Quỹ Tiềm năng và Đổi mới Pháp và tổ chức Futuralia tổ chức tiếp tục diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn quy tụ khoảng 200 doanh nghiệp Pháp và Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, lương thực thực phẩm, công nghiệp, năng lượng, công nghệ thông tin, dược phẩm, mỹ phẩm, in ấn, xuất bản, truyền thông, quảng cáo, môi trường, văn hóa và du lịch, quy hoạch đô thị và kiến trúc, cảng. Từ những ý tưởng sáng tạo, kiến trúc sư người Thụy Sĩ Peter Vetch đã cho ra đời nhiều căn nhà rất đẹp và độc đáo tại thành phố Dietikon ở nước này. Và điều đáng nói là các công trình đó phối hợp rất hài hòa với cảnh quan xung quanh và đều nằm bên dưới mặt đất. Hãy cùng chúng tôi khám phá những ngôi nhà này. Kiến trúc sư Peter Vest đã nảy ra ý tưởng thiết kế những căn nhà dưới mặt đất từ khi còn học nghệ thuật. Ông đã bắt tay xây dựng công trình đầu tiên vào năm 1978. Trong 38 năm qua, người đàn ông này đã cho ra đời một quần thể kiến trúc với hơn 50 căn nhà dưới mặt đất được sơn màu trắng rất đẹp. Nhiệt độ trong nhà có sự cân bằng quanh năm. Vào mùa đông, chúng tôi không phải đốt nhiều nhiên liệu để sưởi ấm, còn mùa hè thì rất mát mẻ. Các căn nhà đều được thiết kế cầu kỳ cả bên ngoài lẫn bên trong, với tường làm bằng bê tông và mái phủ bằng đất. Các căn phòng trong nhà được thiết kế tương tự như những chiếc hàng đá, rất thoáng mát và tràn ngập ánh sáng do có nhiều cửa sổ, mang đến cảm giác thoải mái cho người ở. Gần đây ở tại xứ sở Kim Chi thì doanh số bán hàng của các sản phẩm như là phô mai, bơ và thịt lợn tăng mạnh, trong khi lượng gạo được tiêu thụ lại giảm đáng kể. Nguyên nhân chính là do một số blogger đang khuyến khích một xu hướng ăn kiêng giảm cân mới, low carb, chế độ ăn loại bỏ hoàn toàn nguồn năng lượng carbon hydrate có trong thực phẩm nhiều tinh bột, đường và ăn thoải mái thức ăn giàu protein và chất béo. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã lên tiếng cảnh báo rằng chế độ ăn này không hẳn là tốt như người ta vẫn nghĩ. Chế độ ăn low carb, trong đó khuyến khích ăn ít tinh bột và nhiều thịt, hiện đang được các chị em tại xứ Kim Chi rất ưa chuộng. Nhiều người tin rằng nếu áp dụng nghiêm chỉnh chế độ ăn low carb, họ sẽ giảm cân hiệu quả và có thân hình hoàn hảo như mong đợi. Trước đây tôi ít khi cho bơ vào đồ ăn do lo ngại vấn đề cân nặng, nhưng giờ thì tôi dùng bơ khá thường xuyên. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo, thực tế thì low carb là chế độ ăn không cân bằng về mặt dinh dưỡng và không có lợi cho sức khỏe. Theo giới chức y tế, 65% lượng calo mà mỗi người thu nạp đến từ carbon hydrate và 30% lượng calo còn lại đến từ chất béo. Nhưng chế độ ăn kiêng này lại cắt giảm lượng carbon hydrate xuống còn từ 5 đến 10%, trong khi lượng chất béo lại tăng đột biến lên hơn 70%.
Quá nhiều chất béo đã bão hòa sẽ làm tăng nồng độ cholesterol xấu LDL, dẫn tới việc tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Không chỉ vậy, người theo chế độ ăn này còn dễ mắc tiểu đường, nhiễm trùng da, xương và cơ bắp có thể bị thoái hóa do thiếu chất dinh dưỡng. Cũng theo các chuyên gia sức khỏe, chế độ ăn low carb chỉ giúp giảm cân trong thời gian ngắn, không có tác dụng rõ rệt về lâu dài. Do đó cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định áp dụng chế độ ăn này. Với phần đông phụ nữ Pakistan thì chỉ một hành động tưởng chừng rất đơn giản là bước chân ra khỏi nhà cũng khiến họ cảm thấy không thoải mái, thậm chí là có phần đáng sợ, bởi họ sẽ phải đối mặt với những ánh mắt đầy soi mói của những người khác giới. Với mong muốn thay đổi thực trạng này thì một nữ phát thanh viên đã đứng lên để khởi động chiến dịch khuyến khích phụ nữ Pakistan mạnh dạn ra đường và giao tiếp nhiều hơn với các cộng đồng trong xã hội. Dạo phố lâu nay vẫn luôn là trải nghiệm không mấy dễ chịu đối với phụ nữ Pakistan, dù là ở các ngôi làng xa xôi hẻo lánh hay ngay giữa thủ đô Islamabad. Khi trở về quê hương sau 20 năm sinh sống tại Anh, Anila Ansari, một nữ phát thanh viên, đã nhanh chóng nhận ra thực trạng này và cảm thấy cần phải làm gì đó để thay đổi. Đi đến đâu tôi cũng bị người ta nhìn theo kiểu soi mói, rất khó chịu. Vì thế, khi đến văn phòng, tôi hỏi các đồng nghiệp nữ về vấn đề đó và họ trả lời, chuyện thường ngày ở đây thôi mà. Từ đó, Anila quyết định bắt đầu chiến dịch khuyến khích phụ nữ Pakistan ra đường để làm công việc mình ưa thích, bất chấp cái nhìn thiếu thiện cảm từ đàn ông. Tận dụng chính công việc của mình, phát thanh viên, cô dùng hệ thống phát thanh để truyền tải thông điệp đến hơn 25 triệu thính giả trên cả nước. Ở Pakistan, những vấn đề như thế ít khi được quan tâm đến, không ai thảo luận hay thắc mắc gì cả. Và giờ, khi điều đó được khơi dậy, chúng tôi hy vọng sẽ thay đổi được định kiến xã hội. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng nhận được phản hồi tích cực. Mỗi lúc bước ra khỏi nhà, đôi mắt của những gã đàn ông cứ liên tục hướng vào chúng tôi, ngay cả khi tôi trùm hijab. Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Pakistan đứng áp chót trong bảng xếp hạng bất bình đẳng giới, khi phụ nữ luôn bị phân biệt đối xử và bạo lực. Là một trong những quốc gia nghèo nhất Liên minh châu Âu, Romania là nơi mà những ngôi làng heo hút mà không có điện, nước máy vẫn còn tồn tại. Thậm chí dù ở ngay tại thủ đô Budapest thì nhiều người vẫn phải sống trong các hệ thống cống thoát nước. Không chỉ có vậy, do sự quản lý yếu kém của nhà nước, không ít người còn không có nổi bất cứ một loại giấy tờ tùy thân nào. Và điều này thì gây ra nhiều khó khăn trở ngại trong cuộc sống vốn dĩ đã không mấy dễ chịu của họ. Gabi hiện đang sống tại làng Stoenesti, phía nam Romania, cùng với ba người con của mình. Không ai trong số họ từng có một ngày lễ sinh nhật đúng nghĩa. Không có chứng minh nhân dân, cũng không có giấy khai sinh. Dưới cái nhìn pháp lý, những gia đình Romania này bị xem như không hề tồn tại. Vì không có giấy tờ tùy thân, tôi không thể làm thủ tục nhập học cho các con của mình. Thậm chí cả khi đưa con tôi đến bệnh viện thì các bác sĩ cũng từ chối điều trị cho nó. Ước tính tại Romania hiện có khoảng 160.000 người đang sống mà không có bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào, 10.000 trong số đó thậm chí còn không có cả giấy khai sinh. Điều này khiến cho nhiều người không thể tìm một công việc phù hợp, không được nhận hỗ trợ của nhà nước. Họ cũng không thể ra nước ngoài và trong một số trường hợp họ còn không có cả quyền tham dự đám tang. Chúng tôi rất mong chính quyền tạo điều kiện để có thể thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết. Tôi xây nhà đã 15 năm rồi mà vẫn chưa được công nhận đó là nhà của mình. Tuy nhiên, khi được hỏi về nguyên nhân của thực trạng này, các quan chức địa phương đã đổ lỗi cho hệ thống pháp lý lỗi thời. Các nhà khoa học Bỉ mới đây đã phát minh ra một phần mềm 3D có khả năng tạo ra được những chiếc mũi nhân tạo 3D phù hợp với kích thước và tỷ lệ khuôn mặt. Và đây là một tin vui đối với những người không may mắn bị khuyết tật mũi hay là có hình dạng mũi không bình thường. Công nghệ in 3D do các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Leuven Bỉ phát minh ra. Đầu tiên, các nhà nghiên cứu sẽ chụp ảnh và quét chi tiết hình ảnh khuôn mặt của bệnh nhân từ vị trí xương gò má, chóp mũi, hốc mắt. Sau đó, hình ảnh này sẽ được gửi đến máy tính và được phân tích bằng các thuật toán chính xác và cuối cùng cho ra hình ảnh 3D của chiếc mũi có tỷ lệ phù hợp nhất với khuôn mặt. Với phần mềm này, chúng tôi sẽ có hình ảnh mũi 3D chính xác nhất. Bên cạnh đó, theo từng yêu cầu của bệnh nhân, chúng tôi cũng có thể thay đổi kích thước phù hợp. Không chỉ tạo ra những chiếc mũi nguyên vẹn, phần mềm này còn có thể giúp bệnh nhân bị mất một phần mũi, có thể làm lại mũi hoàn chỉnh. Phần lớn họ là những bệnh nhân ung thư.
Các nhà nghiên cứu Bỉ cho hay, thông thường trước kia họ sử dụng các phần mềm Photoshop để giúp bệnh nhân có được một chiếc mũi hoàn chỉnh. Họ cũng cho hay công cụ này sẽ sớm được ứng dụng trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đến với một người đàn ông được mệnh danh là xấu xí nhất Uganda, Godfrey Baguma, 47 tuổi, bị mắc chứng bệnh hiếm gặp, khiến anh có vẻ bề ngoài vô cùng xấu xí và quái dị. Thế nhưng vượt qua tất cả thì anh đã gặp được tình yêu của đời mình và đến nay thì đã có tổng cộng là 8 người con. Godfrey Baguma còn có biệt danh là Sebabi và được biết đến là người đàn ông xấu xí nhất Uganda. Từ khi chào đời, Godfrey đã mắc phải một căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp. Bệnh đã làm gương mặt của anh biến dạng ghê rợn như ngày nay. Năm 2013, Godfrey cưới người vợ thứ hai là Kate Namanda, 30 tuổi. Trước đó, anh đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai người con riêng với vợ cũ. Tôi đã từng rất sợ hãi vì mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình. Họ thắc mắc không biết tôi có phải là người không và tại sao tôi lại như thế. Nhưng giờ tôi chấp nhận hoàn cảnh của mình. Từ khi hôn lễ với vợ hai diễn ra, đến nay Godfrey và Kate đã đón nhận thêm tổng cộng 6 người con. Cuộc sống gia đình của người đàn ông xấu nhất Uganda hiện khá yên ấm và hạnh phúc. Godfrey Baguma hiện kiếm sống bằng nghề hát và biểu diễn hài kịch trên sân khấu. Anh luôn công khai vẻ bề ngoài có phần xấu xí của mình và cố gắng kiếm tiền, quan tâm chăm sóc cho cả gia đình. Thưa quý vị, nhóm nhạc pop huyền thoại ABBA của Thụy Điển hôm qua thông báo sẽ tái hợp để cùng tham gia một trải nghiệm kỹ thuật số mới vào năm 2018. Đây sẽ là lần tái hợp đầu tiên sau hơn 30 năm kể từ lần cuối họ cùng nhau biểu diễn trước công chúng. Các thành viên của ban nhạc gồm Agnetha Van Scott, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson và Andy Friedlander sẽ cộng tác với nhà sáng lập chương trình American Idol Simon Fuller và tập đoàn âm nhạc Universal trong lần tái hợp này. Tuy nhiên, chi tiết của kế hoạch tái hợp chỉ được công bố vào năm tới. Chúng tôi sẽ tái hợp sau một khoảng thời gian rất dài. Đã rất lâu rồi, chúng tôi không cùng nhau tạo nên bản hit nào. Lần này chúng tôi sẽ mang đến cho khán giả những giây phút như trước đây. Chương trình Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.